À, một lần nữa xin được uh, chào mừng tất cả các bạn đến với uh, đội quốc khánh show với chủ đề cầm 1 tỷ đồng đầu tư như thế nào. Xin một tràng tay chào đón ngày hôm nay. À. À, xin được trân trọng giới thiệu về khách mời đầu tiên đó là chị Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao của CPIE Việt Nam. Xin một tràng bỏ tay. <laughs> xin mời chị. Tiếp theo xin được uh, giới thiệu anh Phan Công Chánh, chuyên gia đầu tư bất động sản cá nhân. <laughs> xin mời anh Chánh. Xin được một lần nữa cảm ơn chị Dung và anh Chánh đã dành thời gian sáng thứ bảy cuối tuần. Chúng ta sẽ đi thẳng vào cái nội dung ngày hôm nay. Câu hỏi lớn nhất cũng là cái cái phim cái chủ đề chính đó là cầm 1 tỷ đồng với cái số vốn 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn nào trong việc đầu tư bằng bất động sản. Xin được hỏi chị Dung đầu tiên. Cảm ơn anh Khánh, một cái câu hỏi có thể nói là rất là thời sự. Um, cách đây khoảng 3 4 năm các nhà đầu tư sẽ hỏi là 3 4 tỷ thế nhưng mà thực sự là thời gian gần đây thì cái câu hỏi lại đưa về là con số 1 tỷ um, trong cái câu hỏi của anh thì tôi đặc biệt chú ý đến cái chữ là với số vốn uh, bởi vì ở đây chắc chúng ta cũng phải chia tách là hai vấn đề là với số vốn 1 tỷ và các anh chị không đi vay thì chúng ta có thể đầu tư vào đâu và với số vốn 1 tỷ và các anh chị là chấp nhận đi vay chấp nhận dùng đòn bẩy tài chính thì chúng ta sẽ đầu tư vào đâu mình dạ. nói cái chưa cái và, phần trước tức là trước không là, đi không cần đi vay um, nếu mà chúng ta không cần đi vay và nếu chỉ có 1 tỷ Uhm, thì chúng ta cũng vẫn có nhiều, nhiều lựa chọn có những cái hạng mục đầu tiên tôi phải kể tới đó là cái căn hộ ngoài cái căn hộ ra thì chúng ta có thể đầu tư vào đất nền à, đất nền ở đây thì chúng ta cũng chỉ chấp nhận một cái đất nền diện tích khoảng tầm từ 40 đến 50 mét vuông ở cái khu vực là ven thành phố uhm, khu vực quận uh, Bình Chánh khu vực ở nhà bè nhưng mà nhà bè nó cũng phải nằm gần với khu vực uh, Long An Long hậu chứ cũng không phải là cái khu vực mà gần thành phố Hồ Chí Minh ngoài hai cái hạng mục đó ra thì chắc là chúng ta không mua được nhà phố đâu ạ bởi vì nhà phố thì thì thông thường là nó đã có sẵn cái nhà xây trên đó rồi à, một cái chi phí xây nhà bây giờ chúng ta cứ tính ra là khoảng 4 triệu đồng một mét vuông thì chúng ta cũng không có khả năng mua nhà phố à, có một cái lựa chọn nữa mà các anh chị có thể xem xét đó là chúng ta xây nhà trọ cho sinh viên thuê à, tức là cô chị dung sẽ là căn hộ đất nền và xây nhà trọ cho sinh viên thuê anh tránh có bổ sung gì không khi mà chúng ta đầu tư bất động sản đó, thì cái tiền nó chỉ là một trong những cái yếu tố nó giúp cho các anh chị có thể thành công. Ờ, với cái kinh nghiệm trong 12 năm của tôi và 6 năm làm việc với các nhà đầu tư cá nhân đó, thì những cái thứ mà quan trọng hơn các anh chị cần phải lưu ý. Thứ nhất nó có liên quan đến vấn đề là gì ạ? Cái tư duy. À cái tư duy của anh chị trong cái vấn đề thị trường này nó như thế nào? Cái thứ hai đó là gì ạ? Công cụ. Anh chị có biết cách để sử dụng những cái công cụ khi mà vào thị trường hay không cái yếu tố thứ ba cực kỳ quan trọng đó là vấn đề kỹ năng đúng không ạ chúng ta có công cụ rồi nhưng chúng ta có kỹ năng để mà sử dụng cái công cụ đó hay không một cách hiệu quả hay không là một câu chuyện khác và cái yếu tố thứ tư cực kỳ quan trọng đó là kiến thức về ngành có rất là nhiều anh chị bị thiếu cái mảng rất là lớn đó là kiến thức về ngành thành ra là khi mà đi vào trong thị trường thì cực kỳ bối rối không biết bắt đầu từ đâu không biết pháp lý nó như thế nào kiến thức về ngành nó sẽ có bốn cái mà tôi hay uh, tôi hay khuyên các anh chị là phải tìm hiểu cho sâu sắc thứ nhất là cái kiến thức về từng cái phân khúc đúng không ạ thí dụ như là những cái kiến thức cực kỳ cơ bản như là đầu tư căn hộ thì khác với đất nền như thế nào như chị dung vừa có phân tích đầu tư giải nhà trọ nó như thế nào đúng không ạ đầu tư vào vấn đề là một cái nhà phố thì nó như thế nào đúng không ạ thứ hai là kiến thức về thị trường đúng không? chúng ta vào thị trường lúc nào chúng ta vào thị trường ở khu vực nào Uh, cầm bao nhiêu đó tiền thì cái cách thức cái chiến lược chúng ta vào thị trường ra làm sao thường là các anh chị lại không có cái thứ ba đó là yếu tố về pháp lý đúng không ạ à? các dạng pháp lý căn bản chúng ta cần phải phân biệt nó là cái gì thì có rất ít các anh chị nắm được một cách tường tận về cái này còn nếu mà anh chị không hiểu gì về pháp lý thì anh chị có cầm 100 tỷ <laughs> đầu tư nó cũng cũng sẽ rất là rủi ro và cái thứ tư cuối cùng mới nói về vấn đề là tiền tài chính thì đó là buồn cái phần rất là quan trọng còn nói là cầm 1 tỷ thì đầu tư như thế nào thì tôi mới làm một cái cuộc khảo sát ngắn thôi trên một cái cộng đồng của các nhà đầu tư bất sản cá nhân uh, do chúng tôi đang phát triển đó. Thì uh, anh chị nhìn vào cái danh mục anh chị sẽ thấy nè, cầm 1 tỷ có thể đầu tư được trên dưới 1 tỷ nha, một chút. Căn hộ cao cấp. Cái này là ở Biên Hòa đúng không ạ? À? Biệt thự ở tại Nhân Trạch, nhà phố ở tại khu vực Hoa An. Uh, 500 m vuông ở tại Thái Mỹ Củ Chi và có cả nhà phố ở trong trung tâm hơi khác với chị Dung một chút nhà phố này rất là nhỏ nằm ở đường Nguyễn Kiệm 3 x 2 đúng không ạ? À? 7 m vuông. Giá 1 tỷ 2. Đây là một thông tin rất là bất ngờ. 3 x 2, 3 m x 2 m. 3 m x 2 m. Hoàn toàn có khả thi không? Khả thi chứ, đúng không ạ? À? Và cái cuối cùng đó là ở sân bay Long Thành khoảng 120 m vuông đây là tôi vừa làm một cái cuộc khảo sát. tức sản. là một số cái sản phẩm mà anh thấy là người ta đã đầu tư chính xác để... và trong quá trình mà tôi đầu tư thì tôi cũng thường mua được những cái bất động sản thường là giá nó rất là rẻ rẻ một cách rất là bất ngờ thì làm sao để làm được cái chuyện đó thì nó dựa trên những cái mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị tư duy công cụ kỹ năng à, kiến thức về ngành trong đó bao gồm có phân khúc thị trường pháp lý và tài chính cái phần pháp lý như anh nói thì chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào phần pháp lý bây giờ nhân tiện hỏi anh luôn anh nhân vừa nói lúc nãy là cầm 1 tỷ thì vào thị trường như thế nào cái chiến lược vào thị trường như thế nào thì anh có thể chia sẻ rõ hơn là nếu bây giờ cầm 1 tỷ thì mình nhìn cái thị trường là mình phân tích và mình vào như thế nào để mà nói là câu chuyện là vào thị trường đó, thì các anh chị phải hiểu rằng trên thế giới thì chỉ có hai cái cách để mà chúng ta có thể kiếm tiền từ bất động sản thôi một cách tổng quan một là lãi vốn và hai là câu chuyện dòng tiền khi mà nói về câu chuyện lãi vốn thì chúng ta nói về câu chuyện mua và bán và khi mua và bán thì làm sao để chúng ta phải lời ngay lúc chúng ta mua chứ không phải lời ngay lúc chúng ta bán Thường là chúng ta bị sai ở cái giữa là anh chị vào với giá thị trường và bán ra chờ thị trường nó lên rồi mới bán ra Nhưng câu chuyện là thị trường nó đâu có lên mãi đâu, nó có ba trạng thái đúng không? Lúc lên, lúc xuống và lúc nó làm sao? Đi ngang Như vậy thì khi anh chị vào thị trường bằng với giá thị trường có nghĩa là chúng ta đã mất 70% cơ hội rồi Câu chuyện thứ hai là câu chuyện chị Dung vừa đề cập một cái ví dụ rất là hay là cái câu chuyện là đầu tư À, dễ nhà trọ cho sinh viên thuê đấy là câu chuyện về dòng tiền đấy dòng tiền là chúng ta lấy tiền thuê hàng tháng được chưa nhưng cái câu chuyện của dòng tiền là nó liên quan đến vấn đề là anh chị có đủ kỹ năng hay là có đủ gì ạ à? kiến thức có đủ cái kinh nghiệm để quản lý cái nhóm đối tượng là sinh viên hay không đúng không ạ bởi vì có rất là nhiều người đã từng đầu tư nhà trọ cho công nhân nhân thuê ở các cái khu công nghiệp ở tại bình dương ở tại đồng nai ở tại thành phố hồ chí minh nhưng cuối cùng người ta phải bán cái khoản đầu tư đó đi lý do là đơn giản thôi là bởi vì sao người ta không quản lý được em sẽ quay lại anh trong câu hỏi sau xin hỏi chị dung tức là về vấn đề căn hộ đi thì ở đây chị phân tích sâu một chút về cái việc những cái khả năng sinh lời của việc đầu tư vào căn hộ hiện nay đầu tư vào bất kỳ một cái hạng mục nào thì đúng như anh tránh có chia sẻ là chúng ta có uh, chúng ta có được cái nguồn lợi nhuận đến từ hai cái nguồn chính thứ nhất là cái việc giá trị của cái sản phẩm đó và thứ hai là cái dòng tiền ổn định hàng tháng hoặc là hàng năm chúng ta có được từ cái việc cho thuê hoặc là việc kinh doanh cái sản phẩm đó thì đối với căn hộ cũng 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 tương tự như vậy à, chúng ta có thể xác định là chúng ta mua và để chúng ta để uh, cho thuê trong vòng uh, ví dụ như là năm mười năm và sau đấy thì sau năm 10 năm thì chúng ta sẽ bán đi uh, với hy vọng là cái giá trị căn hộ nó sẽ cao lên um, thực sự á, thì đối với những căn hộ mà giá trị uh, thấp dưới khoảng tầm trên dưới 1 tỷ Thì chúng ta có thể kỳ vọng vào cái dòng tiền cho thuê hàng tháng à, Nhưng mà để kỳ vọng vào cái lợi nhuận mà sau vài năm chúng ta bán đi và để có lãi á, Thì có lẽ là chúng ta cũng không nên kỳ vọng cao à, Tôi lấy đơn cử một cái ví dụ là một cái dự án tại quận à, Bình Tân Như tôi vừa nói là có cái mức giá là khoảng tầm 1 tỷ 2 à, Khi cho thuê thì các bạn có thể có cái thu nhập là khoảng tầm 4 triệu à, một tháng. Đây là một cái căn hộ khoảng tầm 70 mét vuông, hai phòng ngủ thì phù hợp cho một cái gia đình thuê và cái mức giá 4 triệu một tháng là cái mức giá mà các cái gia đình um, có một có một đến hai con nhỏ họ cũng sẵn sàng họ trả tại khu vực đó. Ví dụ là khoảng tầm uh, 5 năm sau uh, bán đi thì nếu như mà chúng ta không vay ngân hàng thì cái này nó rất là tốt bởi vì là trong 5 năm đó các anh chị vẫn có một cái nguồn tiền uh, thu nhập từ việc cho thuê và nếu chúng ta bán ở cái mức giá mà không bị thấp hơn sau khi cộng với trượt giá lạm phát Không bị thấp hơn so với cái mức giá mà chúng ta mua vào Thì như vậy coi như các anh chị là là có được một cái khoản thu nhập Và chúng ta um, coi như là một cái kênh đầu tư khá là ổn định, an toàn Thế nhưng mà nếu các anh chị phải đi vay một số tiền nào đó Ví dụ như các anh chị phải vay một nửa trong số một tỷ hai Mà các anh chị phải vay 600 triệu Thì trong 5 năm các anh chị vừa phải gánh cái lãi mà các anh chị phải trả ngân hàng mà cái lãi đấy thì chắc chắn nó sẽ cao hơn cái 4 triệu. À, nếu như anh chị các anh chị vay 1 tỷ thì với cái lãi suất hiện tại tôi cứ đổ đồng là khoảng 10% cho một năm thì trong vòng trung bình 5 năm mỗi năm các anh chị phải trả 13 triệu. Các anh chị vay 600 ngàn thì các anh chị sẽ phải trả khoảng tầm 7 triệu. Thì rõ ràng là cái số tiền các anh chị phải trả nợ hàng tháng nó cao hơn cái số mà các anh chị thu được từ cái tiền cho thuê thì với cái việc như thế thì các anh chị bắt buộc phải bán được căn hộ ở cái mức giá là cao hơn 3 đến 4 phần trăm so với cái mức giá ban đầu các anh chị mua lại thì các anh chị mới hòa vốn được còn nếu không ạ thì các anh chị coi như chấp nhận là cái đấy là là một kênh đầu tư các anh chị giống như là để tiền vào cho nó an toàn nhưng mà uh, nếu mà phải đi văn ngành vay ngân hàng thì như vậy là cũng bị lỗ đấy ạ Thành ra là đầu tư vào căn hộ mà với trên dưới 1 một, một tỷ thì thì mình xác định là mình chỉ lấy tiền từ cái việc đi thuê hàng tháng thôi cái, cái chứ khả chứ không bán lại sinh lời cái, không... Khả cái khả năng bán sinh lời thì tùy từng dự án nhưng mà uh, để được 3 đến 4% trăm sau 5 năm tăng tăng trưởng ấy, thì chúng tôi nghĩ cũng là uh, cũng là một cái sự uh, khó khăn không phải là dễ à, một cách cụ thể hơn nếu cầm 1 tỷ thì khi nhìn vào phân khúc căn hộ thì sẽ có những cái khu vực nào của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang thu, thu hút cái người mua Ờ căn hộ 1 tỷ hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh á thì uh, chắc là anh cho mình tăng lên một chút đi chứ 1 tỷ thì nó cũng hơi hơi hiếm đấy yeah. ạ. Uh, thì có quận uh, quận Bình Tân, quận 8, uh, quận 9 mà khu vực mà giáp với Thủ Đức ở quận Tân Bình thì tất cả những khu vực này đều có cái uh, mức giá dao động khoảng tầm từ tỷ 2 cho đến tỷ 8 uh, cho căn hộ khoảng tầm từ 55 cho đến 70 mét vuông cá biệt có những dự án mà họ có những cái căn hộ mà ở cái mức khoảng tầm uh, cái diện tích khoảng tầm 50 mét vuông thì những căn hộ đấy các anh chị có thể mua được cái mức giá 1 tỷ thì trung bình các anh chị cứ tính là cái mức giá bán thì khoảng tầm từ uh, 17 cho đến khoảng tầm 20 triệu một mét vuông ở những khu vực này. Đương nhiên nếu chúng ta đi ra xa xa nữa và như anh Tránh có nói là chúng ta lên Biên Hòa chúng ta mua thì rất là nhiều lựa chọn chúng ta chấp nhận ra Biên Hòa, Long An, Bình Dương chúng ta mua căn hộ thì ở đây tôi đang thu hẹp lại một chút là cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi. Mình có thống kê nào về cái mức giá cho thuê từ những khu vực này không chị? À mức giá cho thuê á, thì à, đối với những căn hộ dạng như này chúng tôi gọi là căn hộ bình dân á thì nó chỉ dao động khoảng tầm từ 3 triệu cho đến khoảng 6 triệu một tháng. Vâng, như vậy thì nhắm tới cái dòng tiền đó là 3.6 triệu một tháng. Còn nhắm tới việc mà bán lại để xin lời sau 5 năm thì không không nhiều. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng là rất nếu các anh chị rất là may mắn thì các anh chị có thể uh, kiếm được uh, cái, cái lợi nhuận tăng thêm khoảng 3 4% thì đơn cử như, như có những cái dự án nằm tại khu vực quận 9 là cái khu mà có metro dự kiến là sẽ đi qua đấy thì rất nhiều người mua họ nghĩ rằng là uh, hiện tại mua thì với cái mức giá mà giá uh, tôi nghĩ là giá cũng ngang bằng thị trường nhưng cũng không được thấp hơn thị trường. Thế nhưng mà chắc chắn là họ kỳ vọng rằng trong năm 2021 khi mà metro dự đoán đi vào hoạt động thì là cái giá của những cái dự án này chắc chắn là nó sẽ tăng lên thì đối với những cái dự án uh, căn hộ mà ở khu vực quận 9 thì tôi nghĩ là họ có thể kỳ vọng họ có cơ sở để kỳ vọng nhưng mà ngoài những cái dự án đấy dài chúng tôi nghĩ rằng là tại các các cái khu vực khác mà chúng ta không có nhiều những cái lợi thế ở uh, trong tương lai về những cái uh, những cái công, các, các công trình trong tương lai thì chúng ta nghĩ rằng là khó để chúng ta có cái cơ sở kỳ vọng vì chắc chắn là cái nguồn cung của dự án của các cái căn hộ nó có sẽ tiếp tục nó tăng lên. À, bây giờ lại anh Chánh lúc nãy anh có nói là cái việc mà vào thị trường lúc mà giá đang thị trường rồi thì khả năng mình xin lời không nhiều. Làm sao để vào lúc mà mình mua cái giá dưới thị trường? Thương lượng, đó là một trong những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng của một nhà đầu tư bất động sản cá nhân. À, nói giống như chị Dung thì cái góc nhìn của tôi thì tương đối khác ở cái chỗ là như vậy. Hồi nãy tôi có nói về vấn đề là cái cái gọi là cái cái kiến thức về ngành đấy, thì liên quan cái này nó có một cái kiến thức về phân khúc. Thì anh chị sẽ nhìn thấy như thế này nè Nhà đất Bằng nhà cộng với đất Đúng không ạ? Và nếu chúng ta nhìn vào trong một cái bất động sản á, Thì rõ ràng là câu chuyện là Cái nào nó mới tăng giá Đất hay là nhà Đúng không ạ? Rõ ràng chỉ có đất tăng thôi Tài nguyên hữu hạn tăng theo thời gian Nhà, bây giờ nếu anh chị xây Chúng tôi đang làm phát triển những cái dự án xây những cái khu nhà cho thuê Một số những cái dự án biệt thự nhà vườn Xung quanh thành phố á, thì mức giá xây hoàn thiện cơ bản khoảng 6 triệu mét thì anh chị hình dung cái chỗ nào mà đất nó có khả năng là nó tăng hơn 6 triệu một mét trong một năm Thì chỗ đó chắc chắn sẽ lời Còn nếu mà chúng ta mua một cái căn hộ thì nhìn một cách tổng quan nó chỉ có phần nhà thôi Cái phần xây dựng thôi phần xây dựng chắc chắn nó sẽ xuống cấp theo thời gian Cái đó ai cũng nhìn thấy Nhưng không phải ai cũng hiểu một cách sâu sắc còn nếu anh chị muốn đầu tư căn hộ nó chỉ có hai thời điểm căn hộ là có lời thôi đây là cái cái lúc mà tôi nói vào thị trường thứ nhất là cái thời điểm là lần đầu tiên nhất công bố lúc đó là giá rẻ nhất thời điểm thứ hai đó là thời điểm sắp giao nhà bởi vì sao cái người mua người ta sẽ đến người ta nhìn thấy là wow ở cái khu nhà này nó sắp giao rồi có tiện ích có tiện nghi có tất cả mọi thứ và cái nhà nó mới cho nên người ta rất là hào hứng để người ta đi vào thì cái thời điểm đó mình có thể bán được lời còn ở cái phân khúc của cái chuyện mà câu chuyện mình như chị dung nói là 5 năm sau để mình bán thì thật ra là cái tiền mình thu lại chắc nó chỉ đủ bù, đủ bù cái tiền giống như là cầm 1 tỷ mình gửi vào trong ngân hàng để mình nhận lãi suất thôi thật ra là không có lời thì thì cái góc nhìn của tôi là như vậy cho nên cái chuyện mà vào thị trường bao giờ Thời điểm nào là câu chuyện cực kỳ quan trọng Vào phân khúc nào là câu chuyện cực kỳ quan trọng Vào khu vực nào là câu chuyện cực kỳ quan trọng Đừng nghĩ là ở Biên Hòa thì có thể là sao ạ à, Cái mức độ tăng lợi nhuận nó kém hơn thành phố Hồ Chí Minh Bởi vì cái thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Trong giai đoạn này nó đang bị gọi là chừng lại Anh chị cũng nhìn thấy và cảm nhận được cái điều đó đúng không Khác với lại cách đây khoảng 2-3 tháng chúng tôi thiết lập một cái danh mục đầu tư ở tại biên hòa nó có khoảng đâu đó khoảng cỡ chục cái bất động sản thôi nhưng mà ngay khi mua vào là chúng tôi đã có lời rồi Ví dụ một căn nhà phố tôi mua là diện ngang khoảng 4 mét rưỡi dài khoảng 20 90 mét vuông thôi. Thì à, một cái khu vực cực kỳ đông đúc rất là trung tâm ở phường An Bình thành phố Biên Hòa. Ở đây các bạn nào ở Biên Hòa thì sẽ biết. Tôi mua vào thì cái người chủ nhà họ muốn bán khoảng 1 ,4 tỷ tư và sau khi làm phán thương lượng thì tôi mua với giá chỉ có 1 ,3 tỷ 3 thôi. Thì trong vòng khoảng cỡ một tuần sau này đã có người họ trả cái khoản đầu tư đó là một tỷ rưỡi rồi. Thì câu chuyện ở đây là gì? Có khoảng 10 cái 5 10 cái bất động sản giống như vậy thì anh chị thấy rằng là cái câu chuyện ở đây nó không phải phụ thuộc vào cái chuyện vốn nữa mà như tôi nói rồi cái phần kiến thức về ngành và những cái tư duy công cụ kỹ năng của anh chị nó đến mức độ nào lúc nãy duy dung đã nói về căn hộ rồi bây giờ mình nói qua đất nền nãy giờ mình phân mình có phân tích ba cái sản phẩm là căn hộ đất nền thì cái đất nền ở đây hiện tại cái cái sự lựa chọn ở những khu vực nào và cái khả năng sinh lời ra sao với đất nền thì anh chị phải lưu ý một cái một cái đặc điểm của phân khúc là thường đất nền á, thì hiện giờ chúng ta đang nói với đất nền thì trong thâm tâm chúng ta tự hiểu rằng là nó phải là vùng ven và cái khả năng tài chính của anh chị là một tỷ á, thì chắc chắn nó phải là vùng ven rồi nhưng mà khi đi mua đất nền á, thì nhiều anh chị á, bị những cái lỗi rất là căn bản như thế này là thứ nhất á, anh chị mua mà không hiểu pháp lý đúng không ạ à? tôi chỉ mua đất nền nếu mà cái pháp lý đó là gì nó là sổ đỏ và là đất thổ cư lý do chút xíu nữa chúng ta sẽ nói với nhau về câu chuyện nhưng mà một cái ý rất là đơn giản thôi là bởi vì sổ đỏ đất thổ cư là bởi vì là nếu cần thì chúng ta còn có cái đòn bẩy ngân hàng còn rất nhiều anh chị cầm tiền một tỷ đi ra ngoài vùng ven đi mua là mua uh, giấy tay mua những cái cái đất nó nó chưa có hoàn chỉnh hoặc là đất anh chị mua đất nông nghiệp đất nông nghiệp anh chị đi cầm ngân hàng người ta đâu có người ta đâu có cho anh chị váy cho nên đến khi anh chị anh chị có một tỷ anh chị mua miếng đất nông nghiệp rồi anh chị chỉ có chờ giá lên rồi bán thôi thua đúng không ạ à? khi chúng ta cần tiền để chúng ta quay trở lại thị trường thì rõ ràng là chúng ta không có thứ hai là đi mua đất đất nền thì phải hết sức lưu ý là nguyên tắc đơn giản nhất của bất động sản là chỗ nào có người thì giá đất nó mới lên anh chị được dẫn vô trong một cái rừng cao su á mà người ta chỉ là ở à, đây là cái khu dự án abc rồi anh chị cũng mua nữa anh chị có rất là nhiều anh chị gọi là nhắn tin cầu cứu tôi có nghĩa là giờ em lỡ mua rồi giờ làm sao câu chuyện là phải bán lỗ thôi nhưng mà tiềm năng này? sau này có người tới ở thì sao anh vấn đề là chúng ta phải chờ đúng không ạ à? cái cái tư duy đó là vấn đề về tư duy về thị trường tôi mua không bao giờ tôi chờ bởi vì sao mình lời lúc mình mua còn anh chị mua là phải chờ nhưng mà câu chuyện là chờ thì đến bao giờ đúng không ạ à? metro còn có thể thiếu vốn còn giờ lại mà không nên chờ chị dung có bổ sung gì không ạ à? rất là hay một cái góc cạnh rất là hay bởi vì lúc nãy cũng ở sau hậu trường thì tôi có nói chuyện với anh tránh là tôi thì đứng từ phía mà là lý thuyết hơi bị nhiều thế thành ra là mà lý thuyết nhiều thành ra là nhiều khi rất là cẩn trọng khi đầu tư cứ ngồi tính tính toán toán xong cái thấy là khó đầu tư lắm và 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 tôi lại cũng phụ thuộc rất là nhiều vào các cái yếu tố mang cái tính chất như anh nói là metro rồi là sân bay long thành vân vân thì chúng tôi được biết là hiện tại có rất là nhiều người cũng đang bắt đầu trở lại tìm đất ở nhân trạch ở long thành okay và nhân trạch long thành thì về cơ bản cũng là rừng cao su hết um, nhưng mà họ mặc cho rất là nhiều người nói thì họ vẫn mua và họ vẫn kỳ vọng rằng là cái cây cầu bắc qua phà cát lái sẽ được xây dựng và như vậy thì chỉ vòng 10 phút là họ sẽ tới được thành phố cái kỳ vọng vào các cái công trình công cộng và các cái um, các cái phương tiện như là cầu đường xá nó rất là cao trong đại bộ phận cái giới đầu tư của mình và nó 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 chính là cái lý do khiến cho cái đẩy cái giá đất lên đẩy cái việc sốt đất cũng như là là Um... Uh, là là cái việc đầu tư vào các cái dự án mà kể cả nó không phải là đất uh, thổ cư, nó là đất nông nghiệp thì họ vẫn cứ đầu tư. Um, thực sự là tôi cũng nghĩ rằng là được như anh thì 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 quá là lý tưởng. Có nghĩa chúng ta tìm được những cái điểm rơi mà chúng ta đầu tư được khi mà chúng ta thấy rằng là cái giá đấy nó đã tốt tại thời điểm hiện tại, không cần phải tốt trong tương lai, vì tốt tại thời điểm hiện tại nó đã là một cái 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 rất là đảm bảo. Nhưng mà thực sự rất là khó. Nếu như chúng ta không có được một cái nhạy cảm như thế thì chúng ta làm gì? Chúng tôi vẫn nghĩ rằng là là uh, chúng ta cũng vẫn uh, theo sát với thị trường hiện tại có rất là nhiều những cái công cụ để giúp các anh chị bám sát được cái pháp lý đấy uh, của thị trường ví dụ như là uh, trong năm nay thì thành phố hồ chí minh đã ra một cái gọi là quy hoạch tổng thể mà cái app đấy các anh chị có thể download uh, ở trên cái điện thoại uh, trong cái app đấy thì nó có những cái mảng màu rất rõ đâu là đất thổ cư đâu là đất nông nghiệp nó cho, có cả cho các cái huyện ngoại thành luôn thì uh, Tất nhiên là chúng ta có thể vào đó và chúng ta biết rằng là cái khu đất của chúng ta đang định đầu tư, nó là khu đất gì. Thì đấy chỉ là một trong rất nhiều những cái đơn giản để chúng ta tự làm cái bài toán kiểm tra uh, dựa vào những cái thông tin mà 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 có sẵn trên thị trường tránh những cái tin đồn, Còn những cái thông tin mà nó đã khá rõ thì chúng ta uh, có thể uh, có thể đầu tư. Nếu nói một tóm lại thì cái khả năng sinh lời của đất nền hiện nay là như thế nào chị? Tại khu vực uh, phía nam thành phố, khu vực quận 9, thì cái sự tăng trưởng về giá của đất nền uh, cuối vào cuối năm 2017 nó có thể đạt tới 20%. Chắc là xin nên tránh bổ sung một chút, như lúc nãy chị Dung có nhận xét là với những người mà không có sự nhanh nhạy giống như anh, không có vào thị trường theo cái cách nhanh, thì có cái cách nào khác để mình uh, cân nhắc về một cái dự án hay không? Tôi sẽ cho mọi người một cái công thức, bởi vì tôi biết mọi người rất là thích công thức tại vì mọi người đừng nghĩ rằng là phải giống như ông chánh hay là bản thân tôi đầu tư thu lỗ rất nhiều giai đoạn khi tôi vào đầu tiên vào thị trường tôi mất rất là nhiều tôi bị lừa rất là nhiều đến đến mức độ mà có một ngày tôi nghĩ rằng là trời ơi mình là một cái chuyên gia đầu tư uh, chuyên gia bất động sản cá nhân đúng không ạ à? mà mình cũng bị lừa nữa ô oh, câu chuyện đó là bình thường các anh chị phải hiểu rằng là nhưng mà từ những cái mất mát những cái đau khổ đó tôi rút ra được bài học và nó mới cực kỳ sâu sắc nhưng tôi sẽ cho anh chị một cái công thức để các anh chị có thể đi nhanh hơn thứ nhất anh chị phải là trùm khu vực thổ địa hả kiểu thổ, địa rất là nhiều nhà đầu tư bất động sản cá nhân á cứ đi tìm mãi mê những cái thứ bên ngoài không à trong khi cái khu vực mình đang sống á mười lăm năm từng ngóc ngách từng con đường ông tổ trưởng đội dân phố ông công an khu vực đúng không ạ à? mình biết hết cái bà bán cà phê trước ngõ cái bà đó là nhiều thông tin nhất mà tại sao mình lại không quen không thân rồi đem tiền đi đầu tư ở rất là xa xôi sai cái yếu tố thứ hai là anh chị phải trở thành trùm phân khúc anh chị phải cực giỏi một cái phân khúc nào đó ví dụ ngày hôm nay chúng ta bàn rất là rộng về câu chuyện nhưng mà tôi quan điểm của tôi là anh chị chỉ cần trùm khu vực trùm phân khúc là chúng ta đã thu hẹp cái phạm vi rất nhiều rồi bởi vì sao nguồn lực của một nhà đầu tư bán xanh cá nhân là cực kỳ hữu hạn bởi đây một người có một tỷ thôi mà chưa chắc anh chị đã có đủ một tỷ gọi là tiền gọi là ready trong tài khoản nữa nó còn nằm ở dạng chứng khoán rồi tiền gửi tiết kiệm rồi abc rất là nhiều cái thứ anh chị đang có trùm phân khúc và trùm khu vực phải tìm hiểu rất là kỹ một cái khu vực nào đó nó thuộc giống như là ở trong bằng lòng bằng tay của mấy anh chị nè đúng không ạ? và rất là nhiều những cái nhà đầu tư bất động sản cá nhân thành công trên thị trường là họ bởi vì họ là trùm khu vực chỉ cần là sao có một cái nhà trong khu vực đó bán là ngay lập tức thông tin nó đến tay anh chị ngay thì anh chị mới có thể có điêu hời. chứ bây giờ anh chị đọc thông tin là anh chị anh chị có một cái trường phái rất là sai lầm là đầu tư theo báo đúng không báo kêu là phú quốc sốt rồi lao ra phú quốc chết vân phong sốt lao ra vân phong chết không được sai Vậy trùm thông tin, phân khúc mà trùm. Thông tin lấy từ đâu anh nếu không theo báo thì thông tin lấy từ đâu Ồ, dĩ nhiên có nhiều cách chứ để mình 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 lấy và thẩm định thông tin chứ. Ví dụ như một cái kênh thông tin mà tôi nghĩ là rất tốt là trên những cái trang Rao vặt. Nhưng lúc đó nó lại nói về cái góc độ là gì? Phân tích và thẩm tra cái nguồn thông tin, đúng không? À? Kỹ năng đó anh chị có chưa? Phải rèn luyện. Ví dụ chúng ta đọc một cái mẫu tin làm sao chúng ta biết là chủ nhà đăng hoặc là chúng ta biết là môi giới đăng. À, nếu môi giới đăng thì mình xử lý như thế nào? Còn nếu mà chủ nhà đăng mình xử lý ra làm sao? À, cái kênh thứ hai đó là gì ạ? À? Đừng bao giờ nghĩ rằng là có nhiều người trong số anh chị là À, cứ than phiền với tôi là trời ơi mấy môi giới bây giờ là nó tùm lum tùm la lắm tôi nói với anh chị là 90% những cái điều tốt nhất mà tôi có lời là từ các bạn môi giới như vậy thì là kỹ năng gì sàng lọc cái người môi giới tốt anh chị có chưa làm sao để khi người ta có cái điều tốt là ngay lập tức người ta nghĩ đến anh chị ngay đấy là vấn đề của cái chuyện là đi xây dựng mối quan hệ chứ nó không không còn nằm ở cái chỗ nữa là cầm một tỷ là vấn đề về tài chính không nhiều kỹ năng lắm cảm ơn anh mình sẽ đi sâu vào cái đó trong phần sau